xem YouTube Music này lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube V Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2. Sàng. Sàng. Sổ. Sàng. Sàng. Sổ. Sàng. Xong. 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 Mắt móc móc một muốn khi nào xong kênh vậy nha. Bóc hai muốn mút bóc móc mắt móc mắt móc móc ba muốn muốn bóc thì kể cha nó đi ha. Anh Giang ơi, anh Giang à. Yeah. Mập bị điếc hả? Chị bị điếc à? A chơi với B. Ví dụ từ khóa của chương trình là hủ tiếu mì, A sẽ nói hủ, B tiếu thì A làm mì. À, liên tục vậy ai dắt lập tức thua và người thắng sẽ cầm cái bông trang điểm tán thẳng vô mặt người thua. Đơn giản vậy thôi. Cặp đầu tiên sẽ là Lily đòi chơi với anh Luật. Từ khóa đầu tiên có ba chữ. Thắng thì đọc trước. Dạ, thắng thì đọc. Ok, thắng thì đọc trước ha. Ok, 1, 2, 3, 3. Ồ, thấy chưa? Sao? Rồi, cái từ của chúng tôi là rất rắn rỏi. Một chữ. Rất. Rắn. Rỏi. Rất. Rắn. Rỏi. Rất. Rắn. Rỏi. Rất. Rắn. Rỏi. Nhanh lên mới được. Rắn. Rỏi. Rất. Rắn. Anh bị lượng rồi. Đúng rồi. Anh bị lượng anh nhịp rồi. Đâu lượng đâu. Anh thôi, bị lượng rồi. Anh bị mất nhịp. Được rồi, 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 rồi. Hai lần rồi. Yeah. Đâu có. Thôi, hai lần chưa chưa. Yeah. Thắng chiến. Tức là chúng ta có luật ha. Phải đập theo nhịp. Tạt, 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 tạt. Nếu mà hai lần thì không sao. Nhưng mà lần thứ ba khựng hơn đối thủ là mình bị. Yeah. Hai, ba đập lại. Chưa có. Rồi, đập. Rất. Rắn. Rõi. Rất. Rắn. Rõi. Rất. Rắn. Rồi. Rồi. Không, anh Luật có tóc rồi nè. Anh Luật có tóc rồi. Trời ơi, mọi người phối hợp nhịp nhàng em. Con bé thì ấy là cô có tóc rồi. Cặp tiếp theo. Chị. Chị. Mạnh lên, đừng như Lily. Anh muốn em chấm cho một cái. Em tát một cái bất tỉnh luôn rồi. Cái gì vậy? Đúng mày thử thôi. Rồi em làm đen hết cái này của người ta. Sao giờ anh khó với em quá. Người ta bỏ bình một màu. Em nhìn đi, em nhìn đi. Có gì vậy làm sao mà chơi, chơi, chơi. Rồi, từ của chúng tôi là mặt, mọc, mụn. Quả tôi xì. Dễ đẹp ngâm. Quả tôi xì. Trước đó. Được, đọc. Mập. Mọc. Mụn. Ê, người ta làm mặt mà anh làm mập. Dính tê. Cái mặt á. Sao dính tờ. Người ta làm mặt, anh làm mập. Mạch, mọc, mụn. Mạch nữa kìa. Mạch. Mạch. Cái mặt. Cái mặt. Mạch. 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 Cái mặt là dính xê. Cái mặt. Cái mặt là dính tê. Cái mặt là như này nè. Em xin lỗi. Bắt con bậy. Tức là nè, rồi rồi, tức là trọng tài nữa này. Vinh đang cố tình đập cho đúng chính tả về miền Nam, về miền Bắc luôn là CT. Để cho nó là đừng có lộn mạch, nhau. Là cái mạch mình đấy. Các bạn ạ, nhưng mà dạ thì nghe nghe mập mờ là mạch. Là mạch đó. Hiểu lầm thôi. Đó là hiểu lầm thôi. Em làm ơn đừng có đọc chúng đúng chính đại. Không em cứ mặc 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 giùm anh đi nha. Mặc cái mặc đi, cứ mặc mặc. Rồi đi ta. Rồi. Sang sổ sàng. Sang sổ sàng. Sang sổ sàng. Sang sổ sàng. Xong xong. Xong rồi. Hai tay. Hai tay. Hai tay. Hai tay.
so, này thì so. Đây là dầu ấn âm dương. Thắng đây. Đây là dầu ấn âm dương. Một đều nha, một đều nha. Giống như là ôi đừng quá. Dũng có chó đốm này. Lại đây. Ôi, vị, chị chạy mang chó đốm luôn á. Nó lại thiệt hay không? Dũng có chó đốm này. Người ta quên chạy. Người ta về là kẹo chó đó. Vậy mà kêu lại này. Nhưng mà muốn khám vậy. Rồi, cảnh tiếp theo. Sao làm mặt em gì vậy? Tú. Chị dạ với Tú, anh bà. Tú hay là em? Tú và Thúy Ngân. Em trước đi để chị dặn lại mặt đó. Cái gì vậy, làm như thắng người ta hay thôi gì vậy? Thôi đi, thua mà mày đặt. Em vừa bắt đúng không? Vâng. Rồi, chết em rồi. Được. Sẵn sàng chưa? Quán tù xì đi, thắng nói trước. Quán tù xì ra cái gì? Ra cái này. Ra cái này. Thắng nói trước. Lăng. Không. Lăng. Nờ. Lăng. 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 Xoắn. Con lăng quăng xoắn á. 2, 3. Lăng. Quăng. Xoắn. Lăng. Quăng. Xoắn. Ê, ê, gì? Xoắn. Ê, ê, gì vậy? Gì vậy? Mà thua người ta làm gì vậy? Mà thua người ta làm gì vậy? Mà thua người ta làm cái gì vậy? Hả? Mà thua người ta mà. Mà thua người ta. Mà thua người ta mà làm gì vậy? Chưa chơi mà chưa thua mà. Chưa thua mà. Sao bị chậm một nhịp nữa mà. Mất cái chân mày rồi. Hết hồn, hết hồn. Thua rồi. Chưa. Thua rồi. Chưa. Không. Xong thẳng vào mồm cho anh liền ngay. Không, hiểu rồi. Thôi, từ từ ra, từ từ, bình tĩnh đi mọi người. Hồi nãy là em đỡ nhanh tay. 2, 1, lùi. Thì em phải dí ra chứ, em đã dí đâu? Dí rồi. Đã dí đâu? Thế là dí rồi đấy. Chưa. Dính rồi. Chưa. Dí rồi. Dính rồi. Rồi, cặp còn lại. Làm bây giờ bên đây sẽ là ai? Tôi không chơi với dạ đâu. Dạ miệng mồm linh hoạt lắm. Không, để tôi chỉnh trang lại cái. Vô anh. Rồi, em, chơi em. Cho Tú kìa. Mặt chị đẹp. Đẹp lắm, chị đẹp rồi. Có mấy cái này chị còn đẹp hơn. Rồi, quán tôi xì. 3, 2, 1 ạ. 1, vô. Quán tù xì ra cái gì, ra cái này. Là sao? 2, 3. Chuột, chút, chít. 3, 2, 1. Chuột, chút, chít. Chuột, chút, chít. Chuột, chuột, chút. Nhớ chị ơi. Chuột. Nhớ chị ơi. Yeah. Em né vậy. Em đứng vô đây. Tỷ số hiện tại là 2-2. Vô đây. Cử một đội em né. Đồng đội. 2-2 là què, game này là chung cuộc tụi tôi thắng. Chưa. Ủa vậy hả? Là què, đang què hết. Rồi, lùi lại. Hiện tại là riêng cái trò chơi là chưa phân thắng bại. Bây giờ cử ra một người duy nhất lên chơi. Thứ nhất là game này mình phải thắng. Dạ, thì mình mới hề chung cuộc để mình chơi một game phụ. Dạ. Còn mình thua là coi như mình thua. Có dạ. Bé hiểu không? Sao? Mình thua là 3-1 là mình thua luôn. Em rất dạ. Ok. Thứ hai nữa là mình chơi với cháu. Mình thắng nhẹ thì tay kỳ thôi. Mà mình thua thì khó nhờ. Ở đây. Điện thoại nhờ. Dầm, vô, 2, 3. Thời ngoãn hồn. Hời. Hời hoảng. Hời lòng heo anh. Hời hoảng hồn đấy. Hời hoảng hồn. Hời. Hoảng. Hoảng. Hồn. Chiến thắng rồi. Gà cưng, gà cưng, gà chiến. Như vậy là sau bao nhiêu cố gắng. Sau bao nhiêu cố gắng. Quá trời cực khổ, đội mỹ nữ đã huê với đội mỹ nam. Chúng ta còn một trò chơi cuối cùng để biết được đội nào là đội chiến thắng. Các bạn ơi, phải cố gắng bởi vì sao? Hình phạt rất là mệt mỏi. Em muốn thách đấu. Em muốn thách đấu với anh Lục. Đấu. Anh với anh cho thách đấu đi mà. Đúng rồi, cho thách đấu đi. Tụi tôi thách đấu. Ai muốn đấu ai? Em muốn đấu với anh Lục. Vô duyên. Tụi em chơi cặp cặp. Đúng. Cặp cặp là sao? Hai người đấu với hai người. Vậy là đọc phải trùng khớp nha. Đúng rồi. Ví dụ như là cảm ơn anh Giang nhiều nha. Giang ví dụ như là màu xanh lá thì 2, 3. Màu. Màu là loại đó. Hiểu 2, 3. Màu. Xanh. Lá. Màu. Xanh. Lá. Màu. Đó, xanh. Ok. Yes, là, ơi. Anh là đủ ráng thôi đúng lên, không? Ráng lên. Hai em đi. Anh bị cà lắm. Anh nói chậm lắm. Lượt loạt lạc. Lượt loạt lạc. Loạt lạc. Loạt hay loạn? Loạn lạc. Loạn lạc. Lượt loạn lạc. Ai trước?
Thì sao? Thì sao? Một, hai, ba. Một, hai, ba. Lực loạn lạc, hai, ba. Lực loạn lạc, lực loạn lạc, lực loạn lạc, lực loạn lạc. Trò chơi cuối cùng sẽ phân thắng bài. Quý vị vỗ tay thật động nhiệt cổ vũ cho anh em chúng tôi. Hai người này mới là cùng suy nghĩ à. Suy nghĩ gì? Quán tư sĩ, ai thắng thì sẽ được quyền đưa câu trước. 2, 3. 1, 2, 3. Trăng hôm nay cao quá. Trăng hôm nay cao quá, anh Luật ơi. Năm. Trăng hôm nay cao quá, anh Luật ơi. Ý ý. Ý ý. Cái gì? Trăng hôm nay cao quá, anh Luật ơi. Ý ý. Ý là cái gì? Ý là cái gì? Đào lao không có nghĩa. Tiếp tục. Hôm nay đi câu cá. Hôm nay câu cá. Hôm nay đi câu cá lóc. Đơn giản. Hôm nay đi câu cá lóc về nấu canh chua. Ok, đúng rồi. Hôm nay đi câu cá lóc về nấu canh chua cho mẹ ăn. Hôm nay đi câu cá lóc về nấu canh chua cho mẹ ăn và cho ba ăn. Rồi. Hôm nay đi câu cá lóc về nấu canh chua cho mẹ ăn và cho ba ăn. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng ăn. Ngon lắm nha. Ngon hôm nay đi câu cá lóc về cho... Về chai chai về cho về nấu canh chua. Thắng chơi tiếp. Hôm nay về câu cá chim cho ba ăn. Hôm nay về câu cá chim cho ba ăn và cho tôi ăn. Hôm nay về câu cá chim cho ba ăn và cho tôi ăn. Trường Giang vô ăn ké. Hôm nay về câu cá chim cho ba ăn và cho tôi ăn. Trường Giang vô ăn ké nên tôi hết phần. Ok. Hôm nay câu cá chim cho ba ăn và cho tôi ăn. Trường Giang vô ăn ké và tôi hết phần nhưng không sao. Nhưng câu ta là vô duyên. Nên tôi hết phần. Đúng. Đúng rồi. Nhân ăn ké là nhân. Hồi nãy không nói nên. Đúng, tôi có nói nên không. Mà hãy xem lại những hình ảnh sau đây. Hôm nay về câu cá chim cho ba ăn và cho tôi ăn. Trường Giang vô ăn ké và tôi hết phần nhưng không sao. Thấy chưa? Mời Vinh. Hồi nãy làm bánh tráng anh bỏ muối nhiều quá. Hồi nãy làm bánh tráng anh bỏ muối nhiều quá. Em ăn không được hả? Hồi nãy làm bánh tráng anh bỏ muối nhiều quá. Em không ăn được hả? Sai. Phải không? Ê, em không ăn không được hả? Em ăn không được hả? Vinh muốn nói rằng Vinh yêu Lan Ngọc nhiều lắm. Vinh muốn nói rằng Vinh yêu Lan Ngọc nhiều lắm. Anh Luật nghe lén. Vinh muốn nói rằng Vinh yêu Lan Ngọc nhiều lắm. Anh Luật nghe lén. Và anh Luật còn nhìn thấy Vinh hôn Lan Ngọc. Trời ơi, tan nhà nát cửa. Tan nhà nát cửa thì chứ bộ. Ê, coi, tự nhiên nó vô. Đang nói chuyện. Đang giao lưu mà, hai bạn. Vinh nói rằng Vinh yêu Lan Ngọc nhiều lắm. Anh Luật nghe lén. Không, câu mới. Câu mới à? Ủa? Ừ, thích nó luôn cũ cái gì? Ai biết rồi. Chưa hiểu được. Chưa hiểu được. Né được, né được. Đúng rồi. Chưa hiểu được. Né được, không sao, né được. Chưa hiểu là không có sai. Mình chơi chương trình, mình không có tâm nên mình chưa hiểu luật. Tới tụi nó chơi phải không? Chiều chiều đi ra bụi chuối đầu hè, thấy Vinh đang ngồi ôm Lan Ngọc tù ti tú tí. Anh phải kêu chị dạ trong đó chứ. Dạ vô thằng Vinh nó nhớ. Em có sơm muối gì được đâu. Chiều chiều đi ra bụi chuối sau hè, thấy mày, thằng Vinh đầu hè. Mày đầu bụi chiếu. Anh nói câu không có nghĩa. Đầu hè. Bụi chuối thì không có nghĩa. Đầu hè. Qua đây. Bụi chuối đầu mùa hè đúng không? Để tôi. Mình là người Việt Nam, mình hiểu ngữ pháp Việt Nam. Khi mình phát hiện sai thì mình không chơi. Tôi nói gì nhiều. Đây chỉ còn một trái, thì còn mấy trái? Một trái luôn. Ủa còn hai trái nha, thua là chết á. Rồi mời. Cố lên. Chơi câu như vậy. Tập trung Vinh ơi, tập trung đi. Rồi. Một câu đầu tiên không quá 6 chữ. Nghe nói Vinh bị Lan Ban hả? Nghe nói Vinh bị Lan Ban hả? Phải không Vinh ơi? Sai rồi, bị Lan Ban hả? Đúng rồi, tao đi bị Lan Ban hả đúng rồi. Cái gì chưa chơi mà. Nhiều chuyện. Chưa chơi vẫn bị. Nghe nói Vinh bị Lan Ban hả? Phải không Vinh ơi? Đúng rồi. Cái gì vậy? Nó nhiều từ. Sao là không nói sai không? Đúng rồi. Mỗi người còn một trái nha. Đừng ham dài tự giết mình. Anh Luật nói không sợ chị Thu Trang. Anh Luật nói không sợ chị Thu Trang đúng không? Anh Luật nói không sợ chị Thu Trang đúng không anh Luật ơi? Anh Luật nói không sợ chị Thu Trang đúng không anh Luật ơi? Anh Luật à, anh Luật hỡi. Đó.
anh Luật nói anh chưa nó lại mà lấy hơi lại ca sĩ. Anh Luật nói không sợ chị Thu Trang phải không anh Luật ơi? Anh Luật hỡi. Anh Luật hỡi. Quay lưng ơi, anh Luật hỡi. Quay mặt phía người bỏ ta đi. Tỷ số hiện tại là 1-0 nha, quản thủ trì 3-2-1. Thắng. Chị già yêu ơi. Trời ơi con bé dễ thương, chị già yêu ơi. Chị già yêu ơi, chị già yêu à. Chị già yêu ơi, chị già yêu à, em yêu chị lắm. Chị già yêu ơi, chị già yêu à, em yêu chị lắm có thiệt không em? Thôi mình nói chuyện cho bạn mình quên đi, mình nói chuyện với bạn mình quên chị đi. Chị già yêu ơi, chị già yêu à, em yêu chị lắm có thiệt không em? Thiệt mà. Chị già yêu ơi, chị già yêu à, em yêu chị lắm có thiệt không em? Thiệt mà sao mặt em xạo xạo. Ủa sao hải này giống như là học trường mầm non người ta. Chị già yêu ơi, chị già yêu à, em yêu chị lắm có thiệt không em? Mà sao mặt em xạo xạo. Thiệt mà đâu Vương, thiệt mà đâu. Hỏi vô những cái điều hấp dẫn. Đúng rồi. Đúng rồi là gì? Đúng rồi kìa. Ừ. Đúng rồi hả? Đúng rồi đó, nghe đồn là sai rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi hả? Sai chích một cái. Ờ. Anh Luật thương chị. Anh Luật thương chị Thu Trang. Anh Luật thương chị Thu Trang thiệt hả? Anh Luật thương chị Thu Trang thiệt hả? Ai cũng biết. Anh Luật thương chị Thu Trang thiệt hả? Ai cũng biết mà em không biết. Anh Luật thương chị Thu Trang thiệt hả? Ai cũng biết mà em không biết. Bị em ngu. Bị em ngu. Chị em ngu. Thua cũng được. Kệ thua cũng được. Dễ quá mà quá trời đề tài em đầu tôi luôn á. Anh Luật thương chị Thu Trang thiệt hả? Ai cũng biết mà em không biết. Vì em vì em vì con còn có cái con còn có cái con cái con còn có cái cẳng ra đâu em thêm mà người ta là con còn có cái con đó. Em nói là con cò có con cò con. Ví dụ vậy con còn có cái cảnh là mập mập mọc một mụn một mập mập mọc một mụn một bọc. Mập mập mọc một mụn mụn bọc hai mụn một bọc mọc. Mặt, trời ơi, mặt. Tôi nhớ tôi chết liền á. Mặt mọc mọc một mụn mụn bọc hai mụn mụn bọc mọc mặt mặt. Phải không? Mặt đúng rồi. Mọc ba mụn mụn bọc. Đúng rồi em, đúng rồi em, đúng rồi. Xuất sắc. Là nói tiếp theo hay là? Đúng rồi. Tiếp theo. Mà đọc từ đầu mới nói tiếp theo. Mặt mập mọc một 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 bọc một bọc mọc mặt mập mặt mọc 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 kìa. Sai mập sai rồi. Mập bị điếc hả chị? Bị điếc hả? Ba muốn muốn bọc thì kể cha nó. Xuất sắc em gái chị, xuất sắc. Hay quá, hay quá. Kỳ phùng địch thủ. Mặt mập mọc một muốn. Khi nào xong kêu như vậy nha. Bọc hai muốn một bọc mọc mập 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 ba muốn muốn bọc thì kể cha nó đi ha. Anh Giang ơi, anh Giang à. Yeah, giỏi bay quá. Chơi hết mình đi em Lan Hồng. Mập, mọc,
một bọc, hai một bọc mọc. Ê, hai đứa nhảy mà bắt ai đài mấy đứa vậy mấy đứa mọc ba muộn một bọc quê quê kể cha nó đi anh Giang ha anh Giang. Thì kệ cha nó đi ha anh Giang, chứ không phải là kệ cha đi, nó nha anh Giang. Nè anh ơi biết. Rồi em tên như vậy là hả? Tiếp tục thắng 2-0. Rồi tập cuối cùng. Hay quá, mình thua cũng không sao không. Nhà em có nuôi một con chó. Đó, bắt đầu vui rồi. Nhà em có nuôi một con chó màu đen. Nhà em có nuôi một con chó màu đen lông trắng. Nhà em có nuôi một con chó màu đen lông trắng chấm đen. Báo nghĩ về đen mà. Nhà em có nuôi một con chó màu đen lông trắng chấm đen. Đúng. Rồi bị cạo cái chấm đen đó. Nhà em có nuôi một con chó màu đen. Màu đen. Đúng. Lông chấm trắng đen. Lông chấm trắng đen. Lông chấm trắng đen là sai rồi. Hai đứa mình nói em có một đàn chuột. Nhà em có một đàn chuột. Trời thích chuột ghê ha. Nhà em có một đàn chuột chù. Chuột chù. Chuột chù. Nhà em có một đàn chuột chù. Chuột chuỗi. Nhà em có một đàn chuột chù. Chuột chuỗi màu xanh. Kỳ á. Quá giật à. Chuột màu xanh có vậy. Chuột đồng á, màu xanh có kể mà. Kệ ta, kệ ta. Nhà em có một đàn chuột chù. Chuột chuỗi màu xanh mà em mới nhuộm đó. Nhà em có một đàn chuột chù màu xanh. Chuột chuỗi đâu. Chuột chuỗi của người ta đâu. Còn một cái duy nhất nha. Rồi, bây giờ gọi máy cháy. Bây giờ gọi máy cháy. Hai cháy. Hai cháy à. Hôm nay trời nhẹ lên cao. Hôm nay trời nhẹ lên cao. Chị đi hái ổi. Hôm nay trời nhẹ lên cao, chị đi hái ổi, chị ăn một mình. Ừ, làm thơ luôn nha. Hôm nay trời nhẹ lên cao, chị đi hái ổi, chị ăn một mình với bạn chị. Ừ. Một mình, ăn một mình với bạn. Kệ người ta ăn một trời, mình với bạn chị, tức là có bạn chị mà chị ăn một mình. Nhưng mà chị ngồi ăn một mình, bạn chị ăn một mình, kệ bạn chị. Kiểu gì đó. Nhớ không? Hôm nay trời nhẹ lên cao, chị đi hái ổi, chị ăn một mình với bạn chị, tại sao không cho em ăn chung với? Nói nhiều quá bị sao, bị 8-9 chữ rồi. Cái gì vậy? Cái câu sao của anh ta mà, cái câu đầu mới là 6 chữ thôi. Tại sao không cho em ăn chung với? Chích 8 chữ. 6 chữ thôi. Một lần 6 chữ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hôm nay chị đi làm đẹp. Hôm nay chị đi làm đẹp. Hãy tới spa của em nhé. Trời ơi. Hãy tới spa của em nhé, 7 chữ. 7 chữ rồi thôi. Thua. Một chữ mà. Thôi xe ba kênh nha. Hãy tới xe ba, xe ba. Xe ba của em nha. Xe ba là mấy chữ. Xe ba. Không có xe ba đâu. Xe ba luôn rồi giờ. Hôm nay chị đi làm đẹp. Hãy tới xe ba. Đúng rồi. Của em nha. Cưng. Hôm nay chị đi làm đẹp. Hãy tới xe ba của em nhé cưng. À, đúng rồi. Đúng rồi, không vô gì hết. Vô rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. À, như vậy là bên đây thắng 2 thua 1. Giỏi quá. Gì vậy? Bên đây thắng 2 thua 1 là chú mình thắng có 1 thua 2. Là người ta đang thắng ở cái game này rồi. Và những game trước tỷ số hiện tại là 2-0. Yes. Vẫn thắng. Làm sao thua nữa. Quý vị thân mến, trước khi đến với game tiếp theo chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Hôm nay trời đẹp lên cao. Chị đi hái ổi, chị ăn một mình. Ăn một mình cái cũng trình hình.